Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tô, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đây là một cái video thứ hai sau cái video các bút brush của mình. Video này thì mình sẽ đề cập đến những cái loại bút mà mình sử dụng take note cho viết chữ. Từ lúc mà mình mới biết take note đến bây giờ để các bạn có thể tham khảo, có thể sử dụng thử các loại bút này nhé. Em bút đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho mọi người, đấy là em Benten. Và mình mới sử dụng em ấy gần đây thôi mọi người. Trước đây thì mình nghe review về em ấy rất là nhiều, là em ấy viết rất là đẹp và mực ra rất là trơn. Và sau đó thì mình cũng muốn thử trước khi mình mua, bởi vì em ấy ở tầm giá cao so hơn với những cái bút mình check note bình thường trước đây. Thì sau đó thì mình có lên Shopee và mình đặt về và mình viết. Lúc mà mình viết em ấy lần 1, lần thứ 2, lần thứ 3, ôi bá cháy bọ chết luôn. Đúng như mọi người review, em ấy chất mực ra rất là đều, mịn. Và khi mà các bạn viết đấy, bút, ngòi bút ấy, thì không quá là trơn và cũng không quá là nhám. Nói chung là xuất sắc. Mình viết em này xong mình cuồng ấy mọi người. Em này thực sự rất là chất lượng, nên là mình nghĩ mọi người nên tậu một em về viết thử nhá. Mọi người cuồng ấy. Em bút thứ hai đó là Sarasa Clip của Zebra. Em này thì mình mua ở The Art Shop ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đầu thì mình không có được thử bởi vì em này có cái đầu ngòi bút đó đã cố định cái mực rồi. Lúc mà mình về nhà thì mình viết thử lần đầu tiên. Mình nói ôi giời ơi, cái ngòi bút nhám thế này thì làm sao mà viết được. Có khi nào mình lỗ không? Nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba mình viết ấy, mình cảm nhận được cái ưu điểm của em ấy phù hợp cho những cái bạn nào mới check note. Để các bạn viết từ từ, nét nào ra nét đấy. Và các bạn sẽ thấy rõ là cái ưu điểm và nhược điểm trên cái chữ mà các bạn viết luôn đấy. Nó nhám thì mình nói là quá nhám thôi, nhưng mà thực ra nó không quá nhám đến cái mức mà rem ở trên cái tờ giấy của các bạn đâu. Chỉ là do mình viết các bút khác trơn quá nên mình viết em đấy cảm giác như nó nhám thôi. Nhưng mình nghĩ các bạn nên thử ấy, phù hợp với những các bạn nào mới bắt đầu viết check note. Em bút thứ ba đấy là bút Doraemon của Thiên Long. Em này chính là Vernet của channel Stubblut. Mình cảm ơn em rất là nhiều từ những ngày đầu tiên mình viết đến take note và mình take note trên video của channel của mình ấy. Thì em ấy đã là những người tiên phong đầu tiên cho channel của mình và cũng được đề cập rất là nhiều trong rất nhiều video của mình rồi. Thứ nhất ấy, em ấy rẻ. Thứ hai là dễ mua. Thứ ba đấy là một thương hiệu của Việt Nam. Đối với mình, nhược điểm của em ấy là thân bút khá nhỏ, nhiều lúc viết nhiều ấy sẽ đau tay và đi nét của các bạn nó không được quá đẹp cho những cái bạn mới tập viết take note, viết chữ ấy. Về tổng thể thì em ấy ngòi vừa trơn vừa vừa. Nếu như các bạn cầm một hướng ấy thì cái chất mực nó sẽ ra đều hơn là các bạn quay ngòi bút nhiều hướng. Mình không đề cập đến em này nhiều nữa bởi vì mình đã nói quá là nhiều về em ấy rồi. Bút thứ tư mình muốn đề cập đến cho mọi người đấy là Enstar. Thực ra em này là bút vẽ kỹ thuật nhưng mà mình sử dụng để take note. Mới ban đầu thì mình cầm em này ấy thì cảm giác em này rất là nhỏ và gọn. Lúc mà mình viết mình nghĩ là chữ của mình này sẽ không nên nét đẹp đâu. Nhưng mà khi mà mình viết, nếu mà mình nắn nót và mình ghi chậm ấy thì chữ của mình nên rất là đẹp. Nhưng mà đối với mình tổng thể thì các bạn không nên thử đâu. Bởi vì nếu mà những bạn nào mới bắt đầu take note hoặc là take note nhanh ấy, sử dụng em này ấy, đi chữ của mình ấy, cái khuôn chữ của mình ấy, cái vòng chữ của mình nó sẽ không có được tròn và không được đẹp. Nó sẽ bị méo chữ ấy. Với lại cái màu mực của nó không phải là màu đen mà là màu xám đen. Và chất lượng mực nó cũng không có được bắt mắt cho lắm. Nó sẽ bị kén giấy ấy mọi người. Nói chung là mọi người nên thử thôi, chứ mình nghĩ là các bạn không nên mua bởi vì nó phù hợp với vẽ kỹ thuật hơn, bởi vì nó là bút vẽ kỹ thuật mà. Bút thứ năm mình muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là Mavio Chida. Và mình tình cờ gặp được em này ở nhà sách Fahasa ở Yenmon Tân Phú đó mọi người. Và hồi đầu thì mình đi thử bút thôi, xong rồi may mắn gặp được em này. Thực ra mới đầu mình gặp được em đấy thì em ấy là một dạng đen nguyên bản, không có kim tuyến. Từ màu mực, chất lượng mực, mới đầu mình viết thử hai chữ thôi mình đã muốn mua em ấy luôn rồi. Và bây giờ ấy thì em ấy được cải tiến lên và có kim tuyến và màu mực không có được đen tuyền như ngày trước nữa bởi vì có kim tuyến ấy mọi người. Và nó lại hay bị tắc nữa, nó không có như dạng nguyên bản ngày trước. Mình thích dạng nguyên bản ngày trước hơn. Nhà thiết kế muốn em ấy kiểu là nhân chi sơ tính màu sắc hay sao ấy? Trời, thêm kim tuyến vào chi, mất cái nguyên bản. Bây giờ mình tìm nguyên bản không được nữa mọi người. Nhưng mà đó là một cái bút đáng thử, nó giống như một bản đúc của Benten vậy đó. Khi mà mình viết Benten là mình nhớ ngay đến em là liền. Nhưng mà nhược điểm của em ấy là viết một hồi lâu hay bị tắc mực lắm mọi người. Và em ấy rẻ hơn Benten rất là nhiều, nên là nếu mà mọi người có thể thử được thì mọi người hãy thử nhé.
Cây bút thứ 6 mình muốn đề cập đến cho mọi người đấy là em Kakorin. Và em này thì chắc ở trong các tiền tuyến mặt trận của các bạn chiến binh techno rồi đúng không? Mình nghĩ là các bạn đã sưu tập đủ các màu, các hộp, các bộ của các em Kakorin này để take note rồi. Mình thấy trên các trang take note ý, thì hay là các pay take note thì hầu hết mọi người nhắc về Kakorin rất là nhiều. Đối với mình ý, thì mình muốn trải nghiệm nhiều bút. Với lại thực ra ý, thì mình là con đỗ nghèo khỉ, nên là mình con đỗ nghèo khổ chứ. Nên là mình chỉ có mua một bộ thôi, nhưng mà đúng là mình nên mua một bộ thật. Bởi vì mình viết em này thì không quá đặc sắc. Về tổng thể tất cả mọi thứ ấy, về màu mực, viết hoặc là kiểu chữ ấy, thì em ấy đáng mua. Và về giá nữa mọi người. Nhưng mà tổng thể thì mình chỉ viết để take note những cái màu sắc thôi, còn hầu hết là mình take note màu đen. Đối với mình thì em này đáng thử, mình cho khoảng 9 điểm. Bút tiếp theo đấy là Basic Liner. Em này thì mình đã đề cập ở trong một cái video haul, Shopee haul của mình rồi. Hồi trước mình mua nguyên một bộ cô, mua một đống luôn mà chưa viết hết. Thế mà còn ham hố nữa. Mình viết em này thì hồi đầu ấy thì thân của em này khá là nhỏ và bé. Ngòi bút là ngòi bút phai nên là nó cũng bé. Nhưng mà nếu như các bạn đưa chữ ấy, mà chữ của các bạn tròn tròn ấy, nó kiểu như là rất là dễ thương. Nhưng mà các bạn phải có cái nét tay của các bạn phải cứng ấy, để các bạn đưa nét của các bạn chữ nó mới đẹp được. Còn mình nghĩ mới ban đầu mà tập muốn cái nét chữ của mình cứng và tròn đẹp thì mình nghĩ các bạn không nên mua cái bút này đâu. Khi nào mà các bạn đủ ổn rồi ấy, thì mình các bạn có thể mua, bởi vì nét nó rất là nhỏ, nhìn rất là dễ thương. Em tiếp theo là em Daily. Hồi trước thì mình có dùng một bản đứt của Muji nhưng mà mình cảm thấy không có hài lòng. Sau đó thì mình mua em Daily này. Và khi mà mình mua xong thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã, những người mà review mà mình đã đọc được và mình đã mua. Trời ơi, em ấy vừa rẻ, vừa ok, mực ra không có bị tắc, mà lại nét mực, màu mực rất là đẹp nữa. Nói chung là khi mà mình viết em này xong ấy thì mình cảm thấy là chữ của mình cũng không quá đẹp, nhưng mà nói về tổng thể tất cả mọi thứ là ổn. Mình cho 9.5. Mình không thích cái thân của nó lắm thôi, chứ mọi thứ rất là ok mọi người. Cái bút tiếp theo mọi người mình, và tiếp theo mình đề cập đến em hoa hậu trong các bài check note của mình, đó là Crown 20, là giống như Crown Vương Miện. Đúng là hoa hậu có khác. Và em bút này thì giá khoảng 10k ở trong siêu thị. Mình tình cờ gặp em ấy ở nhà sách Fahasa ở Yenmon Tân Phú. Mực của em ấy ra đều đậm và nét. Từ chất liệu mực đến tất cả mọi thứ mình không có phàn nàn gì hết. Chỉ là cái vỏ của em này nó kiểu như hơi bẩn. Bẩn nghe có vẻ ghê nhưng mà nó không có được đẹp so với những cái bút khác ấy. Nhưng mà về tổng thể các bạn có thể thấy không, màu mực của em ấy giống y hệt Sarasa luôn, của Zebra luôn. Các bạn có thể thấy không, nhìn hai màu mực giống y hệt nhau mà chất liệu mực, chất liệu bút và giá tiền của em ấy, mọi người mình nghĩ các bạn nên mua để thử nhé. Và đây là một em siêu phẩm mà mình mới tậu về. Và em ấy giá cũng rẻ lắm, hơn 10k một chút xíu thôi, khoảng 10-12k gì đấy. Và từ chất liệu mực, chất liệu ngòi, cây viết thì vỏ bên ngoài thì không quan trọng, hay quan trọng bên trong nha mọi người. Và mọi người có thể thấy không, chất liệu mực nó không có bị tắc mực. Và đi chữ rất là đẹp luôn, trời ơi. Nó giống như một bản dúp của Pen 10 nhưng mà ngòi 0.5 ấy mọi người, không phải 0.7 đâu. Và nếu mà ngòi 0.7 thì giống như là Mavi Uchida, nhưng mà đó là ngòi 0.5 ấy mọi người. Nếu mà mọi người thử được thì mọi người hãy thử Crown hay là Unox nhé mọi người. Hay quan trọng bên trong. Và cái bút cuối cùng mình đề cập đấy, đó là của iHow, bút chữ A. Và mình có đề cập cho các bạn ở các video, có hai video mình có take note về bút chữ A rồi. Thì bút chữ A thì bây giờ nó bị tắc mực quá, nó không có mềm, nó không có trơn như ngày trước nữa. Nhưng mà do vì cách các bạn cầm chữ và bởi vì những cái loại bút giá rẻ thì nó sẽ có một cái phần đầu mực ra rất là đậm. Thì nhưng mà các bạn chỉ cần cầm theo một cái hướng đấy thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn cầm nhiều quá thì nó lại mỏi tay ấy. Đây là tổng hợp 12 cây bút mà mình đã sử dụng cho take note. Và ngoài ra còn có nhiều cây bút nữa như là Pioneer Smoothie, rất là nhiều nữa. Mình sẽ thử và làm những cái video tiếp theo cho mọi người. Nếu như các bạn có đủ điều kiện thì các bạn có thể sử dụng Pioneer Smoothie hoặc là Ben 10 để viết. Nếu như các bạn mới take note mà chưa có nhiều tiền ý, nhiều ngân sách ý, thì các bạn có thể sử dụng Unox này, Daily này hoặc là Crown High Gel để thử viết nhé mọi người. Thế là video này kết thúc rồi. Nếu như video sau mà các bạn muốn mình làm gì thì hãy comment cho mình biết nhé.
Cảm ơn mọi người, nhớ like, share, subscribe để ủng hộ channel mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, yêu tất cả mọi người.